Xin chào các bác. Em là Tuấn Bắc Cạn. Hôm nay em tiếp tục về tổ quạ đấy ạ. Mấy hôm trước có vẻ hơi thất lễ với các bác vì hàng ít quá, không bán kịp. Em đã làm cái nhà nó che cái mái để mưa nắng thì mưa gió thì vẫn có tổ quạ. Em sẽ làm hai ấy. Hai chỗ, một cái là để cho nó nhẹ cân hơn rồi gửi cho các bác. Một cái em để ngoài mưa kia. Một cái em để ngoài mưa kia là để sau đâu đó là em sẽ trồng tổ quạ với bột dừa. Đây, nó sẽ là những cái chậu như này các bác. Đây, sau đó em cho bột dừa nhà em kìa các bác, rất nhiều. Em sẽ trộn bột dừa vào cái chậu này. Trộn bột dừa vào cái chậu này, sau đó là đặt tổ quạ lên. Để nó sống và nó ra lá đầy đủ để tầm khoảng 3 tháng nữa em bán cho các bác. Sẽ đặt vào những chậu như này. Đây các bác này. Tổ quạ em vừa khai thác về thì nó chắc chắn là sẽ sống rồi. Giá bán là vẫn là 15.000 một tổ. Cái này vừa này là trồng địa lan Mạc Xuân để bán cho các bác, nhưng mà đến cuối năm thì em đã bán hết những cái loại có lụ, và đầu năm thì bán hết những loại cây giống không có lụ. Đấy các bác, thế là cái bán Mạc Xuân của em thì một năm em số lượng có khoảng 1-20 tấn, đối với em nó chưa là cái gì cả. Bây giờ hết địa lan rồi em bán tổ quạ. Tổ quạ thì 15.000 một cây. Em đang tính trồng rất là nhiều loại thanh thòng và tổ quạ, cả ươm tất cả các loại ki và tổ quạ. Thứ nhất nó sẽ ươm được nhiều ki hơn. Đây là cách em sẽ làm, nhưng mà bây giờ em chỉ minh họa các bác nhá. Nó sẽ là thế này. Đây. Đây, sau đó lấy móc treo vào. Sau đó trồng luôn ở đây. Sau đặt cái ki lên đây. Ví dụ như là muốn nhân giống thì đặt cái ki ở đây. Xong treo lên. Xong nó tưới nước đầy đủ là nó sống thôi các bạn. Đấy. Còn nếu mà các bác có chậu gỗ thì các bác cũng lẹp thẳng thân thòng vào cái này. Thanh gỗ này nó sẽ chọc vào dễ ở trong. Nhưng mà đây này em làm như này thì em chỉ cần lấy cái móc treo lên. Và trồng nó ok rồi. Đấy. Mình sẽ trồng vào những cái vị trí trên này. Trên này hoặc là đây, ngang đây. Nó sẽ thõng xuống dưới. Điều này giúp làm cho nó tránh được cái tình trạng là bị gập thân, như là những cái dòng, như nếu mà các bác trồng trong chỗ đất nung ấy, nó thân nó ra được bằng này, nó đang ngẩng lên thì tự nhiên nó gập xuống thì nó sẽ bị gãy. Một cái này trung bình nó khoảng nặng khoảng 1 cân. Đấy, em đang ứng dụng về cả em trồng cả tổ quạ để nó ra lá dài để phục vụ cho các bác. Còn tổ quạ mà em khai thác cả lá về thì nó toàn bị lát thôi, nó dập lát xong đầu vận chuyển đến các bác thì nó cũng chết rồi. Điều này là bất khả thi cho nên nó không làm được. Tổ quạ 15.000 một cái. Địa lan Mạc Xuân em vừa về. Địa lan Mạc Xuân này thì 80.000 một cân. Loại này quá dễ sống rồi. Bán quanh 5 ngày tháng. Lấy từ 10 cân là 60.000. Lấy từ 1 tạ thì em sẽ bán rẻ hơn. Nhưng mà bây giờ không đủ 1 tạ đâu. Năm nay Mạc Xuân nó cũng gần hết rồi. Em khai thác cũng mỗi lần chỉ được hơn chục cân này. Ngoài ra có một số ít vật tư. Lấy cái điện thoại đấy. Mỗi vật tư như là đá thấm thủy. Đá thấm thủy em bán 5.000 một cân. Đá thấm thủy là đá hút nước ngược đấy. Nó nào cũng là bảo cái này trồng lan hài các bạn. Trồng lan hài là phù hợp nhất với nó đấy. Em bán 5.000 một cân. Một yến là 50.000, 10 cân 50.000 đấy. Vật tư thì có thêm những loại vỏ thông số 1, số 2, số 3, số 4 đủ hết rồi. Số 1 đây là nhỏ nhỏ nhất đây. Số 2, số 3, số 4 đây. Có thêm viên lén sơ dừa này là bây giờ cái này thả vào nước là nó sẽ cao thế này các bạn. Để ươm ki, các bác đặt ki đây. Là nó sẽ đến khi nó mọc ra là các bác trồng vào chậu thì nó dễ, ví dụ sẽ trồng kiểu như này. Đấy. 100.000 là 100 viên. Còn đây là vòi bơm. Mùa này nóng thì các bác dùng cái vòi bơm này. Có 40.000 một cái thôi. Cắm thẳng vào cái vòi này. Cắm thẳng cái vòi này không nào là phun. Thì mình đỡ phải dùng tay mình bóp. Nó rẻ, có 40.000 một cái, mua tầm 5 cái về. Mua tầm 5 cái về các bác dùng dần. Thì lực của nó các bác muốn nó phụt ra xương, phụt mưa nhỏ thì cũng có mưa nhỏ, còn có cả lấc mưa to thì các bác cứ lấy cái này được. Cái này dễ dùng lắm đây. Cắm trực tiếp là xong rồi. Các loại chậu đất giả đất này. Chậu phi 14,5 là
8.000. 17 là 9.000. Cái này 10.000. Và cái to nhất là 23 là 15.000. Các bạn làm trong nhà thì em vẫn đủ hết những cái bộ sưu tập mà. Các loại như trầm rồng đỏ hay là kiếm lai hay là đai châu. Vỏ thông kìa, vỏ thông thì vừa về một ô tô đúng hay đủ hết các cỡ. Từ 1, 2, 3, 4. Có loại cỡ số 1 có 10.000 thôi. Rồi em cảm ơn các bác. Dạ, hôm nay chỉ bán thế thôi. Vừa ăn Tết xong thì cũng chưa hàng gì về. Được các bác nhé.